anh sang ngủ với mẹ. Kiên Minh, mẹ cũng ngủ rồi mà. Với lại em không muốn ngủ một mình. Chân mẹ đang đau như thế, không ai ngủ cùng, thế đêm mẹ biết làm sao? Mình cứ làm như em đẩy mẹ ngã vậy. Còn không à? Đi luôn đi. Đi đâu à? Đi luôn đi. Vác mặt về đây làm gì? Em không vác mặt về đây thì em còn vác mặt về đâu? Em ăn ngô khoai sắn cho bà đây này. Nhà thì loạn hết cả lên. Ngô khoai sắn cái gì? Vứt đi. Nhà chị cũng có chuyện thì nhà em cũng có chuyện chứ. Mà em biết ngay mà, con Sâm này vắng nhà một hôm kiểu gì nhà này cũng có chuyện. Vứt đi. Tại sao lại để cái đầu bẩn thỉu đấy lên bàn hả? Vứt hết đi. Cái gì mà vừa sáng ra đã ầm ĩ lên thế hả? Anh ạ. Mình dậy rồi à? Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Anh ngồi đi. Cô Sâm lên rồi đấy hả? Em mang đồ bà thích ăn lên đấy ạ. Cảm ơn cô đã quan tâm đến bà. Luộc luôn đi. Bà thích ăn lắm đấy. Em luộc luôn đây. Mình lấy gì đấy? Để em lấy cho. Anh ra ngồi đi. Anh đi đâu đây? Anh đi mua cháo lòng cho bà. Em đã nấu cháo gà cho mẹ rồi mà. Thôi, từ bây giờ em cứ chăm sóc cho hai đứa và bản thân em đi. Còn việc chăm sóc bà không phiền đến em nữa nhé. Anh Khang, anh để đấy, em đi mua cho. Cô pha cho tôi một cốc nước gừng rồi mang lên cho bà nhé. Vâng ạ. Chị Xuân, chị lại gây ra tội gì lớn lắm đúng không? Tội gì? Làm được hay không thì nói, tôi còn tìm người khác. Xảnh ra là đi. Để em lên em hỏi ý kiến bà. Bà mà đuổi thì em về. Bà mà không đuổi, chị có đuổi em chịu. Hay con vào pha hai cốc sữa bờ đá, hai mẹ con mình uống đi. Mẹ ơi, mẹ vừa uống hai cốc nước ép rồi, bây giờ lại uống sữa nữa, còn sợ đau bụng đấy. Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Thôi không uống nữa. Nhỡ có đau bụng, con lại phải hầu mẹ, khổ ra. Có con dâu cứ như không. Kìa mẹ, hôm nay nhà con đi có việc nên buổi trưa không về. Chị về rồi, đang đứng ở ngoài kia kìa. Mẹ à, anh. Vâng, chị về. Mà chị không về ăn cơm thì cũng nhắn cho anh ấy một tiếng, làm cả nhà cứ phải chờ. Dạ. Mẹ đã tắm chưa ạ? Để con tắm cho mẹ nhá. Thôi, cảm ơn chị. Cái Sâm nó lên nó tắm cho tôi rồi. Chờ chị về á. Coi mà người tôi bốc mùi lên ấy. Kìa mẹ. Thôi, em vào giúp cái Sâm làm đồ ăn tối đi. Mà tôi cũng nói luôn, chị không phải suy nghĩ cái chuyện tôi bị ngã đâu. Cứ như thế cho nó nhẹ đầu. Dạ. Sao thế này? Trông hôm nay toành toàng, mất sổ gạo à? Trông tôi tệ lắm à? Không tệ, mà là quá tệ. Này, cậu lại cãi nhau với anh Khang đấy à? Người ta đến nói với tôi một câu còn chán, nói gì đến chuyện cãi nhau. Tôi chán lắm rồi. Tôi chẳng thiết cái gì nữa. Tại sao? Tại sao lúc nào tôi cũng phải nhìn thái độ của người khác mà sống chứ? Này, bạn là ai mà ăn nói bất cần như thế được? Nói cho bạn biết nhá, vợ chồng càng cãi nhau, bạn càng phải biết chăm sóc chỉnh chu cho bản thân mình hơn chứ. Cứ bỏ mặc bản thân mình như thế làm sao được? Tôi chẳng muốn sống như thế này nữa. Làm gì cũng không ai tin tưởng, luôn bị người khác thiếu tôn trọng. Tôi chán rồi.
Phụ nữ mà, ai cũng đều thế cả. Anh ta nói từ giờ tôi không cần phải quan tâm đến nữa. Được, tôi sẽ không quan tâm đến, để cho họ tự xoay sở xem thế nào. Ngày xưa bà ngoại tôi hay nói chồng con là cái nợ đời. Nghĩ lại tôi thấy đúng. Cứ như bạn lại hay hâm vừa thôi. Bạn có biết bao nhiêu người mơ ước như bạn không? Cô ơi, có hoa gửi cho cô ạ. Gửi cho cô á? Vâng ạ. Ai thế? Làm gì có ai. Chẳng lẽ đến tôi bạn cũng giấu à? Không phải là giấu, mà là chưa có gì để kể cả. Vâng, đời mà, đúng là có phải chuyện gì cũng đáng kể ra đâu.